các bạn thân mến, tiêm vaccine là cách tốt nhất để chúng ta phòng Covid-19. Đây cũng là quyền lợi đối với mỗi người, đồng thời cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với cộng đồng. Khi tiêm phòng, chúng ta cần lưu ý một số điều để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sau đây là một số điều lưu ý trước, trong và sau khi tiêm, xin được chia sẻ cùng các bạn. Trước khi tiêm phòng, bạn nên nắm chắc 3 vấn đề sau đây. Thứ nhất, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin. Hiện nay có rất nhiều thông tin lan tràn trên mạng về các loại vaccine. Vì vậy, bạn chỉ nên tin tưởng những thông tin chính thức từ Bộ Y tế hoặc các tổ chức y tế thế giới như UNICEF hay WHO. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về việc mình có nên tiêm vaccine hay không, thì cũng không nên lo ngại. Xin lời khuyên, lời tư vấn từ các bác sĩ. Hiện tại, người có các tình trạng bệnh lý sau đây nên cân nhắc trước khi tiêm phòng. Thứ nhất là bạn có tiền sử dị ứng về các thành phần được liệt kê trong vaccine. Thứ hai, bạn đang bị ốm hoặc bạn có triệu chứng mắc Covid-19 thì vaccine có thể làm cho tình trạng bệnh của bạn trở nên tồi tệ hơn. Điều thứ hai, bạn cần tư vấn từ bác sĩ. Nếu bạn đã từng trải qua các triệu chứng dị ứng với một trong số thành phần của vaccine hoặc có nghi ngại về loại thuốc mà bạn đang sử dụng trong thời gian tiêm thì bạn nên chia sẻ, tham vấn ý kiến bác sĩ, dược sĩ có chuyên môn để có lời khuyên chuẩn nhất. Thứ ba, bạn nên chăm sóc sức khỏe bản thân. Trước khi tiêm, bạn nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để có thể đảm bảo cơ thể có được hệ miễn dịch trong tình trạng tốt nhất, chuẩn bị để tiêm phòng. Trong khi tiêm, bạn cần nắm vững 3 vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất, cần giữ an toàn. Bạn cần thực hiện nghiêm túc các yêu cầu hướng dẫn của bác sĩ tại cơ sở y tế nơi mình tiêm phòng như giữ khoảng cách, khai báo y tế, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người. Thứ hai, cần thông báo cho bác sĩ, cho cán bộ y tế về thông tin sức khỏe của bản thân như tình trạng sức khỏe hiện tại. Nếu bạn có sốt hoặc mắc các bệnh cấp tính nên thông báo. Mắc các bệnh mãn tính hoặc đang điều trị nếu có. Bạn cũng nên thông báo tiền sử dị ứng với các loại thuốc nào đó, thông báo các loại thuốc, các liệu trình điều trị sử dụng gần nhất nếu có. Thứ ba, cần phải giữ thông tin. Thường sau khi tiêm phòng thì bạn được cấp một cái giấy chứng nhận có đề cập về vaccine mà bạn tiêm. Vì vậy bạn nên giữ giấy chứng nhận này để đề phòng trường hợp đặc biệt có thể xảy ra, các bác sĩ có thể căn cứ xem xét để xử lý một cách phù hợp. Sau khi tiêm, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, cần theo dõi. Các bác sĩ sẽ yêu cầu bạn ở lại cơ sở y tế để theo dõi trong vòng tối thiểu 15 phút để tránh tình trạng sốc phản vệ sau khi tiêm. Mặc dù trường hợp này là vô cùng hiếm, nhưng bạn cũng phải lưu ý và thực hiện một cách nghiêm túc. Thứ hai, chuẩn bị để đón các cái tác dụng phụ. Vaccine được tạo ra để tăng cái sức kháng thể chống virus, không làm cho bạn nhiễm bệnh. Vì thế bạn cũng đừng quá lo lắng khi trải qua một vài cái tác dụng phụ, chúng sẽ biến mất sau một vài ngày. Một số tác dụng phụ bạn có thể trải qua đó là tê, mỏi, nhức vùng vai hoặc là vùng tiêm. Thứ hai, có thể là sốt nhẹ. Thứ ba, mệt mỏi. Thứ tư, đau đầu. Thứ năm, mỏi cơ, mỏi khớp. Thứ sáu, lạnh khắp người. Thứ bảy, có thể tiêu chảy. Nếu các triệu chứng kéo dài hơn một vài ngày, tình trạng ngày một trầm trọng, thì bạn nên thông báo trực tiếp đến bác sĩ để có can thiệp một cách nhanh nhất có thể. 3. Bạn nên kiên trì. Để gia tăng kháng thể cần có thời gian. Vì vậy bạn cần kiên trì tiêm đúng theo phác đồ của từng loại vaccine. Nên tiêm mũi thứ hai sát nhất có thể với khoảng thời lượng khuyến nghị 3 đến 4 tuần tùy theo từng loại vaccine. Vì lý do nào đó,
cá nhân bạn có thể trì hoãn tới 6 tuần. Sau mũi tiêm đầu tiên là cần thiết. Bạn cần lên lịch cho mũi tiêm thứ hai cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân. Các bạn thân mến, mặc dù tất cả các loại vaccine được thông qua hiện nay đều có tác dụng mạnh mẽ trong việc bảo vệ chúng ta khỏi những tác nhân ghê gớm của dịch bệnh COVID-19, việc những người từng tiêm vaccine có thể lây lan dịch bệnh hay không vẫn còn cần được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn, đặc biệt là những người không có triệu chứng. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện nghiêm những quy định về việc phòng tránh dịch bệnh như rửa tay, tránh nơi đông người, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang. Trên đây là những thông tin mới nhất về những biện pháp giảm thiểu rủi ro trước, trong và sau khi tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hàng ngày, hàng giờ trên kênh Giúp Mẹ Chăm Bé những thông tin tiếp theo về việc phòng chống virus SARS-CoV-2. Các bạn hãy đón xem nhé! Một số câu hỏi thường gặp khi tiêm vaccine. Câu hỏi 1. Có nên uống thuốc phòng phản ứng phụ khi tiêm vaccine không? Câu trả lời: không, vì có thể thuốc sẽ làm giảm tác dụng của vaccine. Câu hỏi 2. Nếu đau sưng vết tiêm, có nên uống thuốc gì không? Trả lời: nếu chịu đựng được, không nên uống, có thể chườm đá cho bớt đau. Câu hỏi 3. Nếu đau, sưng, viêm đến mức không ngủ được, có nên uống thuốc gì không? Câu trả lời: có thể uống thuốc giảm đau và chườm đá. Câu hỏi 4. Nên uống thuốc gì khi có tác dụng phụ? 1. Nếu bạn sốt, ớn lạnh, đau vết tiêm, có thể uống thuốc Paranin. Nếu đau đầu, đau cơ, đau khớp, có thể uống thuốc Ibalgin. Với những người có cơ chế đông máu nhanh, nếu có tác dụng phụ như trên thì nên uống thuốc aspirin là phù hợp hơn tất cả. Kênh bằng cách để lại một like hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.